Chào mừng các bạn đã quay trở lại Relab, mình là Tuấn Ngọc đây. Chúc mừng năm mới các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một cái video cũng khá là mới. Trong cái dịp năm mới này thì cái việc mình quan tâm nhất đó chính là sắp tới chúng ta sẽ có một vài sản phẩm của Samsung. Vậy thì những sản phẩm Galaxy mới nhất là Samsung Galaxy S10 sẽ có điểm gì đặc biệt, chúng ta hãy cùng làm rõ trong video ngày hôm nay. Và cái điện thoại mà mình muốn nói đến nhất, mình để dưới tiêu đề rồi, đó chính là chiếc Samsung Galaxy S10e. Bắt đầu video. Cách đây mấy hôm thì các bạn còn nhớ rằng mình có làm một cái video để chê về cái bộ ba sản phẩm của Samsung Galaxy S10, S10 Plus rồi là S10 Lite đấy. Thì các bạn đều biết rằng là từ xưa đến giờ thì mình lúc nào mình cũng có một cái gọi là một cái định kiến về Samsung và mình không thích những sản phẩm của Galaxy lắm. Và cùng mình cũng chê khá là nhiều về cái việc là họ bị dồn ở bước đường cùng như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi mà mình nhìn thấy những cái thông số cấu hình rồi là hình ảnh render của chiếc Samsung Galaxy S10e thì mình cảm thấy rằng là mình đã có một vài sự thay đổi về cái nhìn với sản phẩm điện thoại như thế này. Nói đến những chiếc điện thoại này thì các bạn có thể truy cập vào đường link đặt hàng trước của S7S. Hiện tại thì cả ba sản phẩm này mặc dù chưa được ra mắt nhưng chúng ta đã có đường link đặt hàng trước rồi. Các bạn đừng quên truy cập vào trong phần description nhé. Ok, vậy thì nói về chiếc Samsung Galaxy S10e thì cái điểm đầu tiên mà mình muốn nói đến các bạn đó chính là cái sự tương đồng của nó với một sản phẩm, đó là iPhone XR hay chúng ta còn gọi là iPhone 10R ấy. Thì cái sản phẩm điện thoại này thì khi mà nó ra mắt, rất nhiều người mong chờ nó bởi vì nó là một sản phẩm điện thoại giá rẻ hơn so với hai sản phẩm còn lại. Thế nhưng mà khi mà nó ra mắt thì nó lại mang đến chúng ta quá nhiều sự thất vọng. Và vậy thì cái chiếc Samsung Galaxy S10e nó có thất vọng được như vậy hay không? Và nó có mang lại một cái ý là nó có đi vào cái vết xe đổ giống như ở chiếc iPhone 10R hay không? Thì trước hết chúng ta hãy cùng nhắc lại một chút về cấu hình của sản phẩm điện thoại này. Thì mình rất thích cái cấu hình này bởi vì chúng ta sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 855 ở trên một vài thị trường. Và một vài thị trường còn lại như là thị trường Việt Nam, thị trường Hàn Quốc thì chúng ta sẽ chỉ được trang bị con chip là Exynos 9820 mà thôi. Vì sao? Mình gọi là chỉ bởi vì nó sẽ chỉ có ở đây là cái tiến trình 8 nanomet, trong khi con chip 855 sẽ là 7 nanomet. Đây là một cái sự thua thiệt đáng kể. Và mình tin rằng trong tương lai thì người ta sẽ còn phải đi săn đón những phiên bản Samsung Galaxy S10e từ Mỹ rất là nhiều, bởi vì nó chạy chip 855 mà. Song song với những điểm như thế thì các bạn cũng sẽ có được những cái camera ở đây là 12 megapixel này, khẩu f1.5 cơ. Và cái camera này sẽ là camera kép. Với camera selfie chúng ta sẽ có là 8 megapixel khẩu f1.7. Và song song thêm đó nữa chúng ta sẽ có một vài điểm. Ví dụ như là cái cục pin thì chúng ta không có mạnh mẽ lắm, chỉ là 3000 mAh mà thôi. Và thêm một điểm nữa là chúng ta sẽ có những cái màu sắc rất là hay ho. Có cái màu xanh này, màu vàng này. Và đó thực sự làm cho mình liên tưởng đến những chiếc iPhone XR. Vậy thì cái quan điểm của mình về chiếc điện thoại này là sao? Nếu như mà nói về những cái, nói đá qua về những cái thông số cấu hình ở trên thì mình thấy rằng đây vẫn là một sản phẩm điện thoại gọi là mạnh. Nếu mà các bạn so sánh với những sản phẩm điện thoại song song với nó như là S10 phiên bản thường này và S10 phiên bản Plus thì chúng ta sẽ có được những cái sự thua thiệt đáng kể. Tuy vậy thì nó sẽ không đi vào cái vết xe đổ của iPhone XR. Bởi vì sao? Thứ nhất, đó chính là cái việc mà iPhone XR bị chửi rất là nhiều trong thời gian vừa rồi. Đó chính là cái độ phân giải của màn hình. Thì ở đây, với cái chiếc Galaxy S10e thì các bạn vẫn sẽ có cái độ phân giải là 1440x2960px với cái tỷ lệ màn hình là 18.599. Khỏi phải nói, chúng ta cũng đều có thể thấy rằng là nó sẽ không có hiện tượng rỗ giống như là chiếc iPhone 10R rồi. Nên chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về việc này. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ có đây, đó là một cái màn hình phẳng, nó không phải là màn hình cong tràn hai bên. Nhiều người sẽ yêu thích cái màn hình gọi là màn hình vô cực, nhưng mà với cái màn hình Infinity O mà chúng ta được trang bị lên chiếc Samsung Galaxy S10e thì mình tin rằng đây sẽ là một sự chọn khá hay ho. Bởi vì mình cá các bạn rằng không phải ai cũng thích cái màn hình tràn hai bên, cá nhân mình cũng vậy, bởi vì là mình rất hay làm rơi điện thoại và các bạn đều biết rằng màn hình cong nó chảy mực rất là dễ và cái chi phí thay thế của nó, sửa chữa, bảo hành cũng tốn hơn rất là nhiều. Và theo mình thì đây sẽ là một sự lựa chọn tối ưu hơn dành cho những người đang quan tâm đến những chiếc điện thoại mà của Samsung bây giờ không tràn viền mà nó là một sản phẩm flagship. Và tiếp theo đó nữa thì chúng ta sẽ nói đến một điểm, đó chính là về cái giá của chiếc điện thoại này. Chúng ta sẽ có một cái mức giá là khoảng 779 euro đến khoảng hơn 800 euro cho những cái phiên bản điện thoại ở đây. Và chúng ta sẽ có những cái trang bị về bộ nhớ là 128GB, 6GB RAM và chúng ta sẽ chỉ có một lựa chọn mà thôi. Với mức giá là khoảng 20 triệu thì mình tin rằng đây vẫn là một con số ổn để cho các bạn nếu mà các bạn muốn sở hữu. Và mình nghĩ rằng để mà so với sản phẩm iPhone thì đây sẽ là một sự lựa chọn tối ưu hơn, đặc biệt là chiếc iPhone 10R. Có lẽ là cái sản phẩm duy nhất mà nó phải đối đầu và cạnh tranh là những sản phẩm đến từ Huawei mà thôi. Còn lại thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một hướng đi rất mới dành cho Samsung. Tóm lại, mình chỉ không ưng của nó về cái dung lượng pin mà thôi. Còn hoàn toàn những thứ còn lại về cấu hình,
về thiết kế, về màn hình, rồi là về camera thì mình tin rằng đây là camera rút ruồi các bạn nhé. Thì mình tin rằng nó sẽ là một hướng đi mới dành cho Samsung và nó sẽ khó có thể đi vào cái vết xe đổ của iPhone 10R để lại. Một sản phẩm nó không mang lại chúng ta một cái trải nghiệm quá tuyệt vời mà có một mức giá khá là cao. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm Samsung Galaxy S10e? Đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Và các bạn cũng nên nhớ rằng chúng ta sẽ có đường link đặt hàng trước của 7S mình để trong phần mô tả đây. Các bạn thấy hay, bấm like, bấm subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Và vậy thì cái chiếc Samsung Galaxy S10e nó có thất vọng được như vậy hay không? Và nó có mang lại một cái ý là nó có đi vào cái vết